Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với một cái video chia sẻ cho các bạn nha. Và nội dung hôm nay là về nuôi chó và mèo. Ở trong nhà thì chúng ta có nuôi được mấy con chuột hamster hay là không? Đấy, thì cái câu hỏi này thì cũng có khá là nhiều bạn hỏi mình trong thời gian qua. Đặc biệt là những bạn mà chuẩn bị nuôi á, thì các bạn có thắc mắc về cái vấn đề này rất là nhiều. Đấy, nhắn tin mình hỏi rất là nhiều luôn. Còn những bạn mà đang nuôi chuột và nuôi chó với mèo chung luôn á, thì cũng có một vài bạn hỏi mình thôi. Đấy, nhưng mà đa số là những bạn chuẩn bị nuôi thì các bạn thắc mắc rất là nhiều và hỏi mình. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp trong cái video này luôn. Thì những bạn nào mà bị nuôi chuột chung với những con chó, con mèo bạn đang nuôi ở nhà thì các bạn có thể tham khảo video này của mình. Còn những bạn nào mà đã nuôi rồi á, thì các bạn có thể tham khảo xem video này của mình để tham khảo luôn. Và thấy nếu như mà cái dụng cụ của bạn nuôi mà nó chưa có hợp lý cho lắm thì các bạn có thể tham khảo những cái ý kiến của mình và các bạn áp dụng vào trong việc nuôi mấy con chuột này để cho mấy con chuột của bạn nó an toàn nha. Để thôi mà mấy con chuột này mà nó trốn ra ngoài được, đặc biệt là những con bia đó các bạn. Đấy, bia thì các bạn biết rồi đó, là nó là chuyên gia đào tẩu luôn, mà nó trốn ra ngoài được thì chắc chắn là những cái con chó, con mèo thì nó sẽ là nuốt mấy con chuột của bạn luôn đó ha. Rồi vậy cái mình gì bây giờ mình sẽ vào nội dung chính của ngày hôm nay luôn. Rồi và đối với chó mèo á thì như các bạn đã biết rồi đó, thì chó mèo mà nó gặp những cái con chuột kìa nè, nó tất nhiên là nó hiếu kỳ đó các bạn. Đối với con chó nha thì nó sẽ hiếu kỳ ở và nó lại và nó chọc hoặc là nó cắn con chuột của bạn, nó tha đi. Đã có rất là nhiều trường hợp các bạn nhắn qua cho mình là bảo là mấy con chó nó cắn, nó tha con chuột đi tùm lum hết luôn, nó tha khắp nhà luôn đó, dẫn đến là con chuột của nó bị thương. Đấy, tại vì con chuột này nó rất là nhỏ các bạn, da của nó cũng khá là mỏng, mà đối với cái hàm răng của mấy con chó thì các bạn đã biết rồi đó. Đấy, cạp con này một cái là như là cạp cái cây xúc xích vậy đó các bạn. Thế là các bạn cũng đã biết cái hậu quả khi mà mấy con chó hoặc là con mèo nó gặp được mấy con chuột này rồi, đúng không? Đấy, còn đối với mèo thì chúng ta cũng khỏi bàn nữa rồi. Đấy, mèo thì gặp chuột là như là mồi ngon của mấy con mèo luôn đó. Chỉ có một vài con mèo mà mình thấy ở trên YouTube hoặc là TikTok các bạn hay quay á, thì mình thấy có một vài con mèo cá biệt đó các bạn, thì nó sợ chuột. Thì mấy con mèo đó mình không biết như thế nào đó, mà đa số là mấy con mèo đó mình thấy là những con mèo cảnh các bạn, con mèo ở nước ngoài rồi người ta lai về Việt Nam á, ta nuôi á, thì mình thấy cũng có một vài con nó sợ chuột đó các bạn đó. Còn đa số là những con mèo nhà của mình thì các bạn đã biết rồi đó, nó gặp chuột và nó lại nó táp liền luôn. Đấy, nó không táp thì nó cũng đi tha đi tùm lum đầy nhà, mà các bạn biết là răng con mèo nó rất là bén nữa, vì thế là cắn mấy con chuột nhỏ này hoặc là con chuột bia rồi cũng vậy, thì nói chung là to con chuột bia của các bạn luôn. Đấy, hoặc là to mấy con chuột hamster của bạn hết luôn đó. Rồi và để nuôi mấy con chuột này chung với chó mèo á, thì chúng ta vẫn nuôi được, nhưng mà các bạn phải lưu ý về cái lồng đó. Lồng nuôi là một cái rất là quan trọng, lồng nuôi là một cái gọi là giống như là một cái áo giáp sắt đó, để mà bảo vệ mấy con chuột của các bạn nha. Đấy, vì thế là các bạn phải chuẩn bị một cái lồng thật là chắc chắn. Thì đối với những bạn mà nuôi chó mèo mà dự định nuôi thêm chuột nữa, thì mình khuyên các bạn là nuôi những con chuột đó bằng lồng nha, lồng sắt như thế này. Đấy, những mẫu lồng như thế này, đây mình đem bên đây hai cái ví dụ, hai cái mẫu lồng này nè. Đấy, những cái lồng sắt như thế này thì nó sẽ gọi là chắc chắn hơn, và những con chó và những con mèo thì nó không thể nào mà thò tay vào đây được đó. Những cái lưới sắt này rất là nhỏ các bạn, và nó rất khá là cứng luôn á, vì thế là con chó con mèo nó không có làm gì được hết. Đấy, thì các bạn nên nuôi những chiếc lồng sắt như thế này thì nó sẽ đảm bảo an toàn, và đặc biệt là những cái lồng sắt thì nó phải có những khóa nha các bạn. Đây, những cái khóa chốt như thế này nè, đây là những cái chốt khóa nè, mà đa số là những chiếc lồng sau này á các bạn thì nó đều thiết kế những cái chốt như thế này đó, cài vô rất là chắc chắn luôn. Đấy, ở trên cái cửa nhỏ này thì nó cũng có luôn nha. Đây, bạn cài vô một cái là nó dần cứng nhắc luôn á. Đấy, còn đối với những cái mẫu lồng như là ngũ sắc này thì auto luôn rồi. Auto là có những cái khóa như thế này, cái này nó tới hai bên nè các bạn, thì nó sẽ chắc chắn hơn nha. Đấy, các bạn cài vào là nó cứng nhắc luôn. Thì đối với những cái lồng mà có móc khóa như thế thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn cho mấy con chuột của các bạn. Thứ nhất là mấy con mèo hoặc là mấy con chó rồi đó, nó không có thể lấy cái chân các bạn, nó khều khều cái cửa lên được. Và cái thứ hai là mấy con chuột ở trong nó không có đào tẩu qua được nha. Tại vì mấy con chuột này nó ở trong này thì nó rảnh đó, nó rảnh thì nó làm cái gì đó, nó tìm mọi cách để mà nó chui ra ngoài nó chơi. Bởi vậy khi mà các bạn thả mấy con chuột này ra thì nó chạy rất là nhanh. Đấy, nó chạy rất là nhanh luôn, mà khi các bạn để vô chuồng là coi như là nó đi rất là chậm chạp luôn, đúng không? Các bạn để ý thì các bạn sẽ biết.
Thì đặc biệt là những con chuột bia đó các bạn. Những con chuột bia thì nói chung là nó tìm mọi cách, nó rất là thông minh nha. Nó thông minh hơn mấy con chuột nhỏ rất là nhiều luôn. Đó, nó tìm mọi cách để mà nó chui ra. Đấy, đặc biệt là cửa đồ là nó có thể gọi là cạy ra luôn nha các bạn. Đó, cửa khóa như thế này thì có thể là nó không làm được gì được. Còn những cái cửa kéo lên cái xuống các bạn, mà cái khóa nó không được chắc cho lắm là nó kéo lên rồi nó chui ra bình thường. Đấy, mình có nuôi con bia trắng á, nó rất là thông minh luôn mình biết. Còn hai con bia sau này của mình á thì nói chung là mình kinh nghiệm rồi. Mình là lấy lòng đồ khóa rất là chắc rồi luôn, cho nên là nó không có ra được. Đấy, đặc biệt là hamster bia các bạn phải lưu ý nha. Còn những hamster này thì tốt nhất là bạn phải mua những cái lồng mà nó có khóa như thế thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn. Rồi, con về Homica. Thì Homica thì theo mình thấy á thì những cái shop khác người ta bán á, thì hiện tại thì mình không có bán Homica cho nên mình không rõ lắm. Thì mình thấy những cái shop khác người ta bán là nắp của nó thì bằng mica luôn, mà mình thấy nó cũng khá là chắc chắn. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nếu như mà các bạn muốn chắc chắn thì các bạn có thể độ thêm đấy những cái bản lề hoặc là những cái đồ gà gì đó thì cho nó an toàn một tí nha. Còn về mà cái hồng nhựa thì các bạn đem về các bạn phải độ, phải chế sao đó cho nó thật là an toàn nha. Các bạn phải làm lưới sau đó cho nó thật an toàn. Mình có một cái ảnh mà hôm trước mình có nói về cái thùng nhựa đó, mình một tí nữa mình sẽ để trên video này cho các bạn tham khảo và các bạn có thể làm theo. Thì cái cách mà làm lưới của mình á thì mình thấy nó sẽ khá là an toàn cho mấy con chuột của bạn luôn đó, và giúp cho các bạn nuôi chung với những con chó con mèo thoải mái luôn nha. Và đó là về cái lồng và chuồng trại được các bạn nuôi. Thì nói chung là quan trọng nhất là về chuồng trại đồ thôi ha. Chuồng trại đồ an toàn thì nói chung là các bạn nuôi chung với con gì cũng được hết. Đấy, nuôi chung với con chó, con mèo, con sóc, con gì cũng được hết luôn. Đấy, nói chung là chuồng trại phải an toàn. Tại vì mấy con chuột hamster này các bạn thì cái khả năng của mà cái khả năng tấn công của nó lại cái khả năng mà bảo vệ cơ thể của nó thì nói chung là rất là kém luôn. Đấy, đặc biệt là đối với chó và mèo đồ thì nó không thể nào mà nó cắn lại được. Đấy, răng của nó khá là nhỏ nữa. Đó, mà bị gặp mấy con chó con mèo nó gặp phải thì nó giật cho một cái là coi như là mấy con này đi chết luôn đó các bạn. Đấy, vì thế là các bạn cần lưu ý và chuồng trại đồ kỹ vào nha. Đó. Rồi và một cái nữa là về chỗ mà các bạn để những chiếc lồng này. Thì chỗ để những chiếc lồng này thì mình khuyên các bạn là nên để những chỗ nào mà xa xa tầm mắt của mấy con mèo hoặc là mấy con chó một tí. Các bạn có thể để trên một cái chỗ nào đó cao cao một tí chứ đừng có để gọi là ở dưới đất luôn. Ở dưới đất luôn thì nhiều khi là mấy con chó con mèo nó gọi là nó làm lật chuồng của các bạn hoặc là sau đó thì nó cũng gọi là hơi nguy hiểm cho mấy con chuột của các bạn. Các bạn có thể để chỗ nào cao cao tí đó, tránh xa tầm mắt của mấy con chó con mèo một tí là được nha. Và một cái nữa thì nếu như mà các bạn muốn cho mấy con chuột này mà ra chơi chung với mấy con chó con mèo của bạn á thì mình có một cái sản phẩm, đó chính là banh chạy bằng mica nha, để sẵn tiện quảng cáo cho các bạn luôn. Thì cái banh chạy này hiện tại mình đang bán luôn các bạn. Banh chạy này là 4-in-1, nó bằng mica và cái chân của nó thì bằng bằng sắt. Đấy, bằng sắt người ta sơn bóng lên. Đấy thì giá hiện tại nó khá là rẻ đó các bạn. Các bạn có thể tham khảo trên web hoặc là Shopee nha. Mình đều có bán trên hai trang đó hết luôn. Một tí nữa mình sẽ để ảnh ở trên cái video này cùng lại giá cho các bạn xem luôn nha. Thì cái banh đó thì mình thấy rất là an toàn khi mà các bạn cho mấy con chuột của bạn ra ngoài chơi. Đấy, thì chơi chung chó mèo cũng được luôn. Đấy, cái banh đó thì nó có cái cửa cài được rất là chắc luôn. Đó, và cho mấy con chuột của bạn chơi chạy vòng phòng của bạn hoặc là chạy trong khuôn viên nhà của bạn thôi cũng được, mà với cái sự kiểm soát của các bạn nha. Chứ các bạn đừng có ỷ y vào trái banh không mà các bạn không coi mấy con chuột của bạn thì nhiều khi nó lăn đi đâu mất á thì mình không hay. Đó, các bạn cho nó chơi cái banh đó thì các bạn có thể gọi là quan sát nó tí nha. Và video hôm nay thì mình muốn chia sẻ một cái vấn đề nhỏ nhỏ như thế. Cũng có khá là nhiều bạn thắc mắc và hỏi mình. Thì thế là mình làm một cái video này để mà chia sẻ cho các bạn. Và rất mong là cái chia sẻ trong video này của mình sẽ giúp ích cho những bạn nào mà thắc mắc về cái vấn đề mà nuôi hamster chung với lại chó mèo á. Đấy, đặc biệt là những bạn mà chuẩn bị nuôi á, các bạn thắc mắc rất là nhiều. Đấy, thì các bạn có thể xem video này của mình tham khảo và áp dụng theo để mà nuôi những con chuột của bạn nó an toàn hơn và nó thoải mái hơn nha. Ok. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Và nếu như mà các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình rất là nhiều video này cho các bạn xem nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. À quên, hiện tại mình đang mang quán vật dụng các bạn. Đấy, tranh thủ một tí thời gian quảng cáo luôn nha các bạn. Đó, vật dụng các thứ luôn nha. Các bạn cần mua hàng thì liên hệ vào fanpage hoặc là website của mình hoặc là Shopee. Đường link mình có để dưới phần mô tả hết luôn nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.